cậu trông thấy tớ thế nào? Cái này á, chắc chắn là sẽ chiến thắng cái kiếm của cậu. Nhìn cái kiếm của cậu, ngắn có một mẩu, thanh kiếm của tớ dài như thế này cơ mà. Mà kiếm này tớ order tận bên Nhật đấy. Làm sao mà thắng được cây kiếm này của tớ? Kiếm ở bên Nhật, cái đấy á, cái của cậu á, tuy nó dài hơn của tớ, thế nhưng á, cậu nhìn xem, tớ có cả một bộ khiên đi cùng với cả cây kiếm này này. Thế nên cái kiếm này của tớ á, vừa có thể chiến đấu, vừa có thể đỡ như này được. Kiếm của cậu á, làm sao mà chiến thắng của tớ được? Với kinh nghiệm học võ 10 ngày của tớ, tớ chắc chắn là tớ sẽ thắng cậu. Cậu hãy nhìn sức mạnh của cây kiếm này mà tớ đây này. Còn tớ sẽ dùng cái kiếm này chém tan tảng đá này cho. Thấy chưa, cậu thấy kiếm của tớ lợi hại chưa? Help me, help me. Khoan đã, Nhi ơi. Help me. Có cái tiếng gì? Help me. Nghe quen lắm. Hình như tiếng của em Cam. Đúng rồi, tớ nghe thấy tiếng bước chân chạy của em Cam. Nhưng mà phía sau có một cái gì rất là to đang đuổi theo. Mình cứ chạy lại đi cậu ơi. Cậu nhìn kia. Đúng là em Cam rồi. Em Cam đang bị một cái xe. Nó bắn đi. Màu đen. Nhưng mà cậu có nhìn thấy nó là xe gì không? Tớ không biết, nhưng tại sao nó lại đuổi em Cam nhỉ? Help me. Xe màu đen. Xong nó lại còn có những cái song ở phía sau. Nhìn kỹ, hình như nó còn chở theo các con vật cậu ơi. Tớ trông cái mặt của cái xe này nó dữ tợn lắm cậu ạ. Đằng sau lại chở các con vật. Hình như nó muốn bắt em Cam hay sao ý. Thế thì không được rồi, mọi người phải ra giải cứu thôi cậu ơi. Trang ơi, lúc nãy cậu bảo kiếm của cậu mạnh hơn đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cậu ra cậu xử cái xe đấy trước đi. Để tớ xem như thế nào nào. Chuyện nhỏ, cậu cứ đứng ở đấy nhá. Để tớ ra, tớ sẽ giải cứu em Cam và các bạn con vật. Here we go. Được rồi, lần này để tớ ra cho cái xe này nó biết tay thế nào là võ của tớ. Hắn vẫn đứng ở đây là cái xe này này cậu ơi. Ta không phải như bạn Trang đâu, không sợ người đâu. Chiến đấu đi. Ui, nó hút tớ. Này. Ui, Trang ơi. Cái xe này khỏe quá cậu ơi. Không được rồi. Ui. Mệt quá, cái xe này nó khỏe hơn tớ cậu ạ. Mặc dù tớ chém cho nó mấy cái nhưng mà cũng không ăn thua. May mà lúc chống đỡ tớ có cái khiên này này. Mỗi khi nó lao đến tớ đỡ bằng khiên này. Thế nhưng mà nó khỏe hơn, thế nên là nó vẫn đẩy được tớ về phía sau. Nếu mà cứ chiến đấu như thế này á, mình tớ cũng không thể thắng được nó đâu. Cái xe này khỏe như vậy mà hai đứa chúng mình thì yếu, làm sao mà giải cứu em Cam được nhỉ? Có lẽ bọn mình cần phải nhờ đến sự trợ giúp cậu ạ. Bây giờ tớ với cậu chạy ra cái đường lớn kia xem có cái xe nào to khỏe không, bọn mình gọi vào để chiến đấu với cái xe này. Chứ hai đứa mình thì không thể thắng được đâu. Ở đây vừa có một đám cháy mới được dập tắt xong. Có bác sĩ cứu hỏa kìa. Bác sĩ cứu hỏa ơi, chiếc xe màu đen ở đây này. Đến đây, giúp cháu với, giải cứu em Cam với.
Ui, xe cứu hỏa tiến lên rồi kìa. Bắt xe cứu hỏa đang không cần phun nước rồi kìa. Phun nước vào cái xe đen kia đi, xe cứu hỏa ơi. Phun nước vào nào. Ôi không, nhìn kìa, chiếc xe này xấu. Nó vẫn tiến lên được cậu ơi. Nó đang ở xe cứu hỏa kìa. Xe cứu hỏa bị đẩy đuôi rồi kìa. Ôi trời ơi, thế là cái xe cứu hỏa bị thua rồi cậu ơi. Làm thế nào bây giờ? Chiếc xe cứu hỏa to như thế mà cũng không thể đánh bại được chiếc xe người xấu. Xe cứu hỏa bình thường là chỉ chuyên đi dập tắt đám cháy thôi cậu ạ. Bởi vì xe cứu hỏa chỉ có một cái bình nước to mới có cái cần dài để phun nước thôi. Nếu mà phun nước không ấy thì tớ nghĩ không ăn thua với cái xe đen này đâu. Mình phải tìm một cái xe nào có sức mạnh cậu ơi. Để tớ đi tìm cho. Here we go. Đi về phía này này Trang ơi. Ở đây là một công trường xây dựng hay sao ấy. Ở đây là cái công trường bao nhiêu các loại xe luôn này. Wow, đúng rồi, nhiều xe quá. Cái xe này là xe gì đây? Cao hơn cả tớ đây này. Xe này là xe bán tải. Bán tải nhưng mà bán tải ở trên nó có một cái cần cái kia cậu ơi. Đúng rồi, một chiếc cần màu đỏ. Xe này là xe gì mà lại có cần nhỉ? Xe này là xe cần cẩu đấy. Nhưng mà cần cẩu thì cũng không khỏe lắm đâu cậu ạ. Để đi tìm xe khác xem sao. Lại đây xe nào? Ở chỗ này xe gì đây? Xe máy xúc khổng lồ. Đây là xe, không phải xe máy xúc đâu. Xe xe ủi nhỉ? Bánh to chưa? Không phải xe ủi. Hay xe nâng? Cái xe này hình như là xe xúc lật đấy cậu ạ. Xe này cũng to đấy, nhưng mà xe này chỉ chuyên xúc đất thôi, chứ cũng làm sao mà chiến đấu được nhỉ. Tớ nghĩ là không ăn thua đâu các bạn. Đi tìm xe khác xem thế nào. Này, xe ơi, xe ơi. Trang ơi, ở đây có một cái xe trộn bê tông này. À, xe trộn bê tông khỏe lắm đấy cậu ơi. Xe trộn bê tông ơi, ở đằng kia có một chiếc xe người xấu, nó chuyên bắt các bạn con vật đấy. Xe trộn bê tông có thể đến chiến đấu với nó không? Đi theo tớ nào. Tớ gọi là xe trộn bê tông rồi. Xe trộn bê tông ơi, leo vào hút cái xe màu đen đi. Hút này, hút này. Xe trộn bê tông chắc là khỏe hơn xe cứu hỏa đấy. Hai xe đang lao vào nhau rồi cậu ơi. Hút này, hút này. Cố lên. Đẩy qua đẩy lại thế nào. Mà chiếc xe trộn bê tông lại bị thua rồi kìa các cậu ơi. Xe trộn bê tông không khỏe bằng xe màu đen này à. Ui, cái xe này nó khỏe thật đấy. Mình lại phải đi tìm xe khác thôi. Mình đã phải chạy đến tận công trường để tìm xe trộn bê tông khỏe ơi là khỏe rồi mà vẫn không chiến thắng được cái xe màu đen này. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Còn xe nào cậu nhớ xem mà to mà khỏe hơn cả xe trộn bê tông không? Xe nào mà to xong lại khỏe hơn cả xe trộn bê tông á? Xe nào nhỉ? Các bạn nhà mình có biết là xe nào có thể chiến đấu được với cái chiếc xe người xấu ấy không? À, tớ nhớ ra rồi. Cậu có nhớ ra bác xe Lu không? Bác xe Lu ở phía trước có một cái gầu lu to đùng luôn, nặng trịch. Liệu khi nào bác xe lu chiến đấu được không nhỉ? Được rồi, thế thì bọn mình mau đi tìm bác xe lu đi để nhờ bác đi giúp đỡ. Ở đây có một cái xe này Trang ơi. Wow, xe này còn nâng lên hạ xuống được cơ. Hình như xe này là xe búa. Đây đầu là búa. Không phải, đây là xe lu đấy, chuyên đi lu đường đấy. Bác xe lu ơi, ra đây giúp đỡ bọn cháu ơi. Ở đằng kia có một cái xe người xấu kìa. Bác xe lu ơi, đi đằng này này, phía này này bác xe lu ơi. Xe lu ơi, tiến lên nào. Đây, xe lu phải vừa đi, vừa đập các bạn lu. Đúng sức mạnh không cậu ơi? Bác xe lu lại tiến lên rồi này các cậu ơi. Đấy, xe lu vừa đi, vừa đập cái đầu lu kìa cậu ơi. Wow. Mạnh không? Lần này chắc chắn là sẽ chiến thắng được cái xe màu đen này. Xe lu ơi, tiến lên nào. Nhìn kia. Đập cho cái xe màu đen kia một trận đi. Đấy, ui, hai xe đang chiến đấu kìa. Wow. Cậu nhìn kia, chiếc xe màu đen đang giật lùi rồi. Hình như bác xe lu sắp sửa chiến thắng rồi. Yeah! Thế là bác xe lu đã chiến thắng rồi các cậu ơi.